con bài Phan Văn Giang có giúp Tổng Trọng kiểm soát được Tô Lâm hay không. Kể từ cuối năm 2023 cho đến nay, giới thạo tin tiết lộ sức khỏe của Tổng Trọng đã suy sụp. Mới đây có những luận đoán cho rằng ông Trọng vẫn phải thường xuyên vào bệnh viện quân y 108 để truyền máu và có bệnh liên quan đến tuyến tụy. Khi quyền lực của Tổng Trọng đang đi xuống, kèm theo thể trạng sức khỏe của ông được cho là không mấy khả quan. Lập tức câu hỏi đặt ra, ai sẽ thay thế ông Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư được công luận quan tâm hơn bao giờ hết. Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng không còn kiểm soát được nội bộ do sức khỏe yếu kém. Cựu Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng, một chính khách trẻ tuổi, nhân vượt được đánh giá là thân cận và được Tổng Trọng dìu dắt. Thậm chí ông Thưởng còn được đánh giá rằng ông sẽ nắm giữ những trọng trách trong đảng, kể cả khả năng kế nhiệm ông Trọng trên cương vị Tổng Bí Thư. Nhưng bất ngờ ông Võ Văn Thưởng ngã ngựa, theo giới phân tích cũng liên quan đến sức khỏe của ông Trọng. Thời gian qua, sức khỏe của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng giảm sút đã ảnh hưởng rất lớn đến khả năng điều hành bộ máy đảng và nhà nước. Đặc biệt, điều này liên quan trực tiếp đến chiến dịch chống tham nhũng hiện nay. Có ý kiến cho rằng vai trò nhạc trưởng của Tổng Trọng trong công cuộc đốt lò đang giảm dần. Ngược lại, nhiều dấu hiệu cho thấy Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đang nổi lên với vai trò tổng chỉ huy trong công cuộc chống tham nhũng của đảng vào lúc này. Việc ông Trọng không bảo vệ nổi và phải chấp nhận để ông Thưởng bị hạ bệ khỏi chiếc ghế chủ tịch nước đã cho thấy quyền lực của ông Trọng giảm sút đi rất nhiều. Trong bối cảnh hiện nay có nhiều dấu hiệu cho thấy Tô Lâm không chỉ xây dựng một hệ thống cho mình trong bộ máy công an mà còn đang giáo giết thâu tóm và can thiệp vào bộ máy của đảng, nơi vốn thuộc độc quyền của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng. Trường hợp Thiếu tướng Vũ Hồng Văn, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, người được cho là em vợ của ông Tô Lâm tại Hội nghị Trung ương 8, đã được bầu bổ sung vào Ủy ban Kiểm tra Trung ương, là một minh chứng. Bộ trưởng Công an Tô Lâm đang làm điều hành công cuộc đốt lò thay chồng Trọng. Theo quy định, Ủy ban Kiểm tra Trung ương có nhiệm vụ tổ chức, thực hiện kiểm tra, giám sát và kỷ luật đảng. Trên thực tế, theo giới quan sát, ủy ban này có quyền lực rất lớn. Đừng quên ông Tô Lâm vốn có mối quan hệ hết sức thân thiết với ông Trần Cẩm Tú, chủ nhiệm ủy ban này. Hơn thế nữa, sự liên kết chặt chẽ, không giấu giếm của Bộ trưởng Tô Lâm với ban lãnh đạo Bắc Kinh gần đây đã buộc ông Trọng phải thay đổi quan điểm về nhân sự kế nhiệm chức Tổng Bí Thư và phải quyết liệt và chặt chẽ hơn. Tại phiên họp đầu tiên của tiểu ban nhân sự Đại hội 14 diễn ra vào ngày 13 tháng 3 ở Hà Nội, Tổng Trọng đã nắm tay Thủ tướng Phạm Minh Chính với thái độ ân cần, chứ không phải nắm tay Vương Đình Huệ hay Võ Văn Thưởng. Đây là một sự khác thường. Trong cuộc đua vào chiếc ghế Tổng Bí Thư tại Đại hội 14, trong số các ứng viên, Thủ tướng Phạm Minh Chính dường như không mặn mà vì có nhiều lý do, đặc biệt là có mối quan hệ đầy tai tiếng của ông với bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn của IEC. Trước đó, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng từng muốn lợi dụng mối quan hệ này và việc làm ăn phạm pháp của bà Nhàn để mà loại bỏ ông Phạm Minh Chính với tuyên bố bà Nhàn có trốn cũng không trốn mãi được đâu. Điều này khiến công luận đặt câu hỏi vì sao ông Tô Lâm không thẳng tay giúp ông Trọng xử lý vụ bà Nhàn IEC. Có liên quan gì đến mối quan hệ giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng? Bởi ông Chính được xem là tay chân thân tín của ông Dũng. Trong khi ông Tô Lâm cũng còn nặng ân nghĩa với Thượng tướng, cựu Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Hưởng, một đệ tử thân cận khác của ông Ba Dũng, và liệu có tồn tại một liên minh giữa hai tướng Công an, Tô Lâm và Phạm Minh Chính do Ba Dũng đứng sau hay không? Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang. Việc Tô Lâm mở quá nhiều mặt trận tấn công hầu hết các ứng viên tiềm năng của ghế Tổng Bí Thư đã vô tình buộc các cá nhân và phe nhóm khác phải liên kết lại để mà đáp trả. Đó là lý do tại sao mới đây xuất hiện các ý kiến cho rằng có thể Tổng Trọng sẽ đề xuất đưa Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vào danh sách ứng cử viên cho ghế Tổng Bí Thư đầy quyền lực. Ông Phan Văn Giang đang có ưu thế là nhận được sự ủng hộ của đa số các ủy viên Bộ Chính trị. Đặc biệt, Bộ trưởng Phan Văn Giang được đánh giá là nhân vật có uy tín cao, đồng thời Bộ Quốc phòng là cơ quan duy nhất có khả năng kiềm chế được tham vọng của ông Tô Lâm trong lúc này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Con bài Phan Văn Giang có giúp Tổng Trọng kiểm soát được Tô Lâm hay không? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo .de. Con gái cựu bí thư Quảng Nam bị mất trộm hơn 80.000 đô và công cuộc đốt lò. Các quan chức lãnh đạo đảng và con cái họ giàu ngoài sức tưởng tượng của dân chúng là điều có thật. Gần đây, dư luận xôn xao vụ nữ chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hương Giang bị lừa đảo qua mạng nhiều lần với tổng số tiền lên tới 170 tỷ đồng, tức là tương đương 7 triệu đô la. Trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng của bạn gái. Ngay sau đó vào ngày 24 tháng 3, tờ báo Việt Nam Express Online đưa tin trộm tài sản hơn 2 tỷ đồng của bạn gái. Bản tin cho biết đối tượng Huỳnh Ngọc Tân, 31 tuổi, sống tại Vĩnh Long bị Công an Thủ Đức tạm giữ hình sự về hành vi trộm cắp tài sản. Theo cơ quan công an, Huỳnh Ngọc Tân và cô gái sống tại chung cư Thảo Điền Mastery, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức có quan hệ tình cảm. Gần đây khi đến nhà bạn gái chơi, Tân thấy nhiều tài sản có giá trị và ngoại tệ nên đã nổi lòng tham. Lợi dụng lúc người yêu đang ngủ, Tân đã lấy trộm đồng hồ hàng hiệu, rượu ngoại, tiền đô la, tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng rồi bỏ đi. Sau đó Tân đã bị bắt giữ tại tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Liên quan đến vụ việc vừa kể trên, nhiều tờ báo quốc doanh cũng cho biết cô bạn gái này là con gái của cựu bí thư một tỉnh miền Trung nhưng không nói rõ tỉnh nào. Cụ thể, theo tờ báo Vietnamnet, cô gái trong sự việc là con gái cựu bí thư tỉnh ủy miền Trung vừa nghỉ hưu cách đây vài tháng. Với số tài sản mất trộm bao gồm một đồng hồ Rolex trị giá 1,2 tỷ đồng, rượu Tây đắt tiền và tiền đô la Mỹ với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng, tương đương khoảng 80.000 đô la. Trên mạng xã hội và các diễn đàn chính trị, chủ đề này đang được thảo luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng vụ việc này cho thấy tình trạng phổ biến hiện nay đó là các quan chức và người thân của họ có rất nhiều tiền. Đồng thời, qua đối chiếu với trường hợp bí thư tỉnh ủy nghỉ hưu ở khu vực miền Trung thời gian vừa qua, nhiều ý kiến khẳng định thông tin từ vụ việc nên trùng khớp với việc cựu bí thư tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường, người vừa thôi chức vụ bí thư tỉnh ủy vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Nhận định ngày càng được khẳng định hơn khi thông tin vụ trộm vừa được truyền thông nhà nước đăng tải. Lập tức tỉnh ủy Quảng Nam vội đưa yêu cầu rằng cán bộ, đảng viên không bình luận, suy diễn những nội dung không đúng sự thật, tạo sơ hở cho kẻ xấu lợi dụng, xuyên tạc, chống phá. Ông Phan Việt Cường, bí thư tỉnh ủy Quảng Nam, lúc còn đương chức. Qua tìm hiểu được biết liên quan đến các vi phạm trong quản lý dự án do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC và bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn nhận thầu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam lúc đó là ông Phan Việt Cường, đã bị kỷ luật khiển trách. Ngày 16 tháng 11 năm 2023, truyền thông nhà nước đưa tin Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật ông Phan Việt Cường với lý do vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo. Cụ thể, ông Cường bị cáo buộc có sai phạm liên quan đến các dự án của Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế IC tại tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, các hành vi sai phạm của ông Cường không được làm rõ. Theo báo Việt Nam Express, cuối năm 2023 đã tiết lộ cho biết ông Cường, 60 tuổi, được cho nghỉ việc sớm hơn 6 tháng so với tuổi bởi lý do sức khỏe. Ông Cường giải thích với tờ báo Việt Nam Express rằng do sức khỏe của ông không đảm bảo để công tác từ đầu năm 2023 cho đến nay phải đi điều trị bệnh tật. Công luận thấy rằng hai mục tiêu cao nhất của công cuộc chống tham nhũng ở bất kỳ quốc gia nào cũng phải làm giảm thiểu tình trạng tham nhũng ở mức thấp nhất, đồng thời phải thu hồi được tài sản tham nhũng ở mức cao nhất như có thể. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua những sai phạm của cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam Phan Việt Cường đã cho thấy, không những ông Cường không bị truy tố về tội danh cố ý làm trái để trục lợi mà các cơ quan chống tham nhũng còn bỏ qua biện pháp thu hồi tài sản do phạm tội mà có, mà số tài sản bị mất trộm của con gái ông Phan Việt Cường là một ví dụ rất cụ thể. Những sai phạm liên quan đến lãnh đạo cấp trung và cao của đảng như vụ việc nêu trên, quan tham lợi dụng lỗ hổng của pháp luật để mà tham nhũng
nhưng khi bị phát hiện, đảng lại xử lý theo kiểu giơ cao đánh khẽ. Trên thực tế, công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hầu như đã không đạt được bất kỳ mục tiêu nào, kể cả mục tiêu duy trì tình trạng tham nhũng ổn định cũng không thành công. Điều đó liên quan gì đến những cáo buộc cho rằng Đảng Cộng sản Việt Nam mà Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang duy trì một chính sách chống tham nhũng để nuôi tham nhũng? Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .de với bản tin Con gái cựu bí thư Phan Việt Cường mất trộm hơn 80.000 đô la và công cuộc đốt lò. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de.